dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bếp nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong tôi mất thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn đường em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Mấy đứa lại mẹ lột trái cây cho ăn nè. Dạ, bây giờ tụi con chưa muốn ăn mà tụi con muốn chơi chứ. Muốn chơi đúng không? Dạ. Chạy ra có bóng mát ngoài kia kìa nha. Vô trong đó chơi nha không? Dạ. Dạ. Rồi, ba đứa quanh kia chơi đi. Dạ, khen coi chừng em nha. Dạ. Thế bây giờ tụi mình chơi cái trò hồi nãy đi. Thấy thường quá. Hey, ước gì á mình có nhiều thời gian để ngày nào cũng đi business như vậy á, đi ra hưởng không khí trong lành, thoải mái dễ chịu á. Trời ơi, nói tới cái tôi chán ông Tuấn nhà tôi ghê á. Sao vậy? Thiệt với bà nha, tôi kêu ổng nghỉ một bữa đi, dẫn Minh Nhiên đi chơi mà không. Nói anh nghỉ một bữa mất tiền, mất công việc của anh, không chịu nghỉ. Vậy là không có được nha. Hai vợ chồng bà phải thỏa thuận lại nha, như vậy là không có được đâu đó. Mình làm là làm mà chơi là chơi. Có thời gian đi làm cũng có thời gian đi chơi. Con cái mình phải gần gũi nó, tại vì nó lớn rất là nhanh, rồi mai mốt nó thay đổi cái tâm sinh lý, rồi mình cứ ngày càng xa cách nó, mình không gần gũi nó, nó có những cái suy nghĩ gì đó hoặc nó làm những cái chuyện gì đó mình không kiểm soát được hoặc là mình không biết là sao. Thì đó, giờ nói ổng rồi ổng có chịu nghe đâu. Thì trời phải... ơi, chơi cái kiểu gì mà dơ vậy, không bao giờ biết nghe lời mẹ hả? Lần sau đừng có đi đâu chơi nữa nha, nghe không? Đi về không có chơi chơi nữa. Trời bà, có thấy không? Thấy. Tao đuôi, có đuôi đâu mà không thấy. Cái gì thời buổi nào rồi mà còn dạy con mà đánh nhỏ vậy? Không có được. Nó ha, mốt nó lớn nó tự ti. Rồi cái nó e sợ, nó không có dám nói. Mốt nó lớn thành đứa nói dối cho bà coi. Bảo đảm luôn. Trời, rành dữ ha. Trời chứ sao, tôi nói thiệt với bà nha. Tôi nghiên cứu mấy vụ này kỹ lắm. Tôi mua sách mà dạy tâm lý về trẻ em này kia đó. Sách của Nhật nha, hay lắm luôn á. Thiệt hả? Ừ. Ê, không chừng mốt tôi là chuyên gia tâm lý về nuôi dạy trẻ đó nha. Trời ơi, mà làm như làm cái này nó dễ lắm mà lo giải khổ không xong cả. Con đi về. Ủa sao vậy con? Sao vậy? Đang chơi vui mà. Sao vậy con? Nói cho cô Ngọc Hân nghe coi con sao vậy? Dạ, tại vì gia khai cứ giật từ chơi của con nhiều cho gia Minh hoài à. Ôi vậy à, à. À thôi được rồi. Gia Minh, Gia Khang. Dạ. Mẹ biểu coi. Vậy đây. Tại sao vậy hả? Tại sao không cho Minh Nhiên chơi đồ chơi cùng? Và tại sao cứ chơi một mình là hả? Con có cho bạn Minh Nhiên chơi mà bạn Minh Nhiên đâu có biết chụp đâu. Lúc đưa cho con thì bạn Minh Nhiên quăng xa mất con, em con phải lịch xa chứ sao. Thôi mà cho em chơi chung với nha. Không, không đi về. Đợi với Minh lại cho con. Thôi không có khóc nè, không có khóc, không có khóc. Mẹ thương nha, không có khóc nè. Không. Thôi giờ mẹ, thôi giờ mẹ giải quyết nha, mẹ giải quyết cho con nha. Gia Khang ơi, Gia Khang. Thôi giờ Gia Khang là con trai nè, mình xin lỗi em Minh Nhiên tiếng nha con nha. Con là con đâu phải là một mình con có lỗi đâu. Mà bác con xin lỗi. Con cũng đâu có lỗi đâu. Ủa cái gì vậy? Hả? Ủa bà nghĩ sao vậy? Tụi nó đâu có lỗi, tự nhiên bắt tụi nó xin lỗi hả? Không có ý, tôi nói là Gia Khang nó con trai mà xin lỗi em nó một tiếng cho vui vẻ. Thôi bà nghĩ sao vậy? Hả? Bà dạy con vậy mà bà dạy được á hả? Vậy? Con trai là phải đi xin lỗi con gái hay sao? Ai sai là sai, ai đúng là đúng. Tụi nó đâu có lỗi, tự nhiên bắt tụi nó xin lỗi rồi bà làm vậy. Lỡ mai mốt con bà quen cái gặp ai cũng, lỡ có chuyện gì xảy ra cái cũng bắt con người ta xin lỗi sao được. Thôi mệt quá. Nói chuyện với bà thiệt á, làm gì học hành như vậy. Tôi nói là muốn cho tụi nhỏ vui vẻ lại thôi. Vui vẻ gì, cái gì đúng thôi chứ. Thôi về con, đi nè, cầm chai nước về. Chào cô về đi. Cô cũng về. Đi. Ủa cái gì? Nè Ngọc, thái độ gì kỳ vậy? Đi. Em coi tức không? Đâu phải là chỉ muốn thiệt thòi cho Gia Khang đâu.
chỉ muốn Gia Khang xin lỗi một tiếng giống như là dỗ Minh Nhiên thôi. Mà Ngọc Hân làm như là chị ức hiếp Gia Khang vậy đó. Con cái mà ai không sót. Trong khi đó lúc chơi là ba đứa, mà trong hai đứa là con của Gia Hân, là trong đó con Gia Khang là con trai, thì ít ra nó cũng phải nhường nhịn mấy Minh Nhiên nhà chị chứ, đúng không? Rồi rồi, em hiểu cái nỗi bức xúc của chị. Nhưng em nói chị nghe nè, chẳng phải chị, chính chị cũng là người nói nam nữ bình đẳng với nhau sao? Bình đẳng là đúng, nhưng mà đó là quyền lợi thôi, hiểu không? Nhưng mà Minh Nhiên nó là con gái, phái yêu lúc nào cũng muốn được chở che hết em. Con nít chơi với nhau, tất nhiên là phải xảy ra xô xát cự cãi. Nhưng mà chị, đó là cái giúp cho tụi nó trưởng thành hơn, tụi nó hiểu nhau hơn, tụi nó có va chạm với nhau hơn. Em thấy là không có vấn đề gì mà chị phải nóng nảy hết. Nhưng mà Ngọc Hân giống như nói chị không hiểu chuyện vậy đó. Em ơi, lấy giùm chị hai ly nước lọc. Dạ chị. Chị lại hại hiểu sai ý chị Ngọc Hân rồi. Chị biết tính chị Hân trước giờ là vậy, hiểu không? Bổ bà cái miệng nó bên ngoài thôi, chứ bên trong bụng có cái gì. Đây, cảm ơn cưng. À, bắt đầu từ ngày mai các bạn nam nhân viên của quán mình á đi làm sớm hơn một tiếng. Dạ. Còn các bạn nữ thì không cần, các bạn nữ chỉ việc tới và đứng đón khách thôi nhé. Ủa, vừa thay đổi quyền làm sao chị? Mình cùng làm mà bây giờ thay đổi sao hả chị? Ờ thì gì kỳ vậy? Chị muốn thay đổi tại vì chị thấy là các bạn nữ vất vả hơn các bạn nam, rồi chị thấy các bạn nam lại nhẹ nhàng công việc hơn các bạn nữ, thì bây giờ các bạn nam làm nhiều hơn một xíu có sao đâu. Dạ chị nói sao chứ, tụi em á thì dẫn đón khách vui vẻ mà. Với lại tất cả các công việc nặng nhọc trong quán tụi em đều làm hết xong hết rồi. Mà bây giờ chị bắt tụi em làm thêm giờ vậy là không được đâu chị. Không được? Dạ. Đúng rồi em, sao vậy? Nên là bạn nam, bạn cũng làm, bạn vừa làm vừa học đúng không? Thì phải chia thời gian ra đàng hoàng chứ, bắt tay làm sớm một tiếng là sao được. Vậy là chị muốn sao? Đâu có được, em phải công bằng chứ. Công bằng đúng không? Ừ. Rồi, nếu mà như vậy thì như cũ, không có gì thay đổi. Cảm ơn em. Sao? Chị thấy sao? Ừ? Sao? Thấy sao? Ừ? Người ta chỉ công tâm và sáng suốt khi nhìn vào bất công của người khác, đúng không? Lâu rồi mới có cảm giác này hả chị ha? Đúng rồi đó. Nè, hai đứa chơi đi, chơi đi. Tới công viên rồi chơi đi. Gia Khang. Dạ? Chơi phải coi chừng em nha chưa? Dạ. Con mà chạy nhanh quá em chạy không lại á nha không? Dạ con biết rồi. Gia Khang giỏi quá à. Ôi coi kìa, cẩn thận nha. Mới bị lớn á, chứ chị mà la Gia Minh một cái là nhảy vô binh liền á, rồi lại dỗ dành em nữa. Mà chị sợ, con trai mà sống tình cảm quá cũng không được. Chị kỳ. Hả? Sống tình cảm thì là tốt mà. Và em chắc chắn với chị, cái cu cậu này lớn lên sẽ là một người sống hết sức là tình cảm. Ý. Nhưng mà sống tình cảm thì cũng tốt, nhưng mà ha, tình cảm nhiều quá rồi không biết dành cho ai thì con bộ hơi bận con. Dạ cũng đúng. Nhưng mà Minh Nhiên chào con. Wow. Trời ơi, ba đứa quên ghi cho má kìa, đi qua bấm má kìa chơi con. Dạ coi bộ Minh Nhiên chơi với ha, anh với là hai đứa này dễ thương ha, hợp quá trời hợp kìa. Con nít mà thấy con nít phải chơi với nhau chứ. Nhưng mà chỉ sợ là chơi một hồi lỡ xảy ra chuyện gì á, cái xong á lại đổ thừa thằng bé á, là nó làm gì đó cho con bé nó té hay là nó bị gì đó. Mà mặc dù trước đó hai đứa nó cũng chiều chuộng nhau lắm. Cái gì vậy? Là sao? Thôi thôi mệt quá, mình con nít chơi. Ê ê, coi chừng bác. Ê, có ai đi ăn kem với tôi không nè? Cho tôi chơi với. Ai ngồi đây? Thì tôi biết tôi cũng kỳ thiệt. Gia Khang nó không có lỗi mà tôi bắt nó xin lỗi thì tôi sai. Nhưng mà thì cái gì? Bà cứ làm vậy cái mai mốt con bé nó cứ nghĩ nó là trung tâm của vũ trụ. Mỗi lần xảy ra chuyện gì á là ai cũng phải năn nỉ, cũng phải là xin lỗi dỗ dành nó hết. Rồi đó mai mốt nó lớn lên, nó gặp một cái chuyện gì đó bất mãn trong cái cuộc sống này, rồi nó sẽ suy nghĩ như thế nào hả? Bà phải để cho nó tự nó thấy là nó sai, tự nó thấy là à cái nào đúng cái nào sai, chứ cái gì bà cũng nghĩ là nó đúng á là sao được. Non nít mà, với lại bữa đó nó ốm, tôi sợ nó khóc nó ho hò nó ói nữa. Thì biết là hôm đó là bà xót con, thì tôi cũng có cái sai của tôi là tự nhiên tôi lại la, tôi lại nói trước mặt tụi nhỏ như vậy. Khổ hết sức luôn á. Làm mẹ đã khó rồi, mà làm những bà mẹ mà chơi thân với nhau, mà có con chơi với nhau á, còn khó hơn nữa. Tại vì ai cũng nghĩ là cách dạy con, cách chăm sóc con mình là đúng hết trơn á.
Thì đó, ai cũng muốn mình là chuyên gia vậy đó. Thì đó, không ai biết nhường nhịn ai hết. Thì giờ biết sai rồi, tự biết nhường nhau đi. Thì nhường đi. Thì nhường đó. Thôi mệt quá. 1, 2, 3. Không có chạy rồi, đi, 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 đi. Em chạy được bắt học không? Không có chạy nè, bé nè, đi từ từ thôi con. Có những muôn buông xuôi đều là cho chính ta. Ngày ngày xa phố mua sắm là cả. Tụ tập quán xa trò chuyện với cô bạn thân. Chẳng còn muôn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia em đầy mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối. Chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng sau tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chở che cuộc đời các cơn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất tin thương mẹ biết suốt.